từ chỗ bị thủ tướng đánh lén, Tô Lâm quyết vùng dậy đoạt luôn kiếm. Thông tin hiện nay cho thấy Lương Tam Quang là đệ tử ruột của ông Tô Lâm, có khả năng sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an theo đề xuất của Đảng ủy Công an Trung ương tại một cuộc họp bí mật vào ngày 28 tháng 5 vừa qua. Theo thông lệ, vấn đề về nhân sự cấp cao sẽ do Bộ Chính trị quyết định. Khi Bộ Chính trị bế tắc không thể giải quyết được thì sẽ đưa vấn đề ra để Trung ương Đảng giải quyết. Nhưng trường hợp của ông Lương Tam Quang thì lại không đi theo lộ trình này và cách giải quyết là chưa từng có tiền lệ. Như vậy, sau khi Tô Lâm bị Phạm Minh Chính đánh lén vào hôm 22 tháng 5 khiến ông bị tước mất chức Bộ trưởng Bộ Công an, thì giờ đây Tô Lâm quyết giành lại chức này cho đệ tử ruột của mình gốc Hưng Yên. Nếu kế hoạch này thành công thì đây là thất bại ê chề cho tập thể cả Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và cho cả phe lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, Lương Tam Quang thì nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an, là một kịch bản này được ví như việc Tô Lâm đoạt được thanh bảo kiếm của chế độ sau khi bị Phạm Minh Chính ra đòn bất ngờ. Với kịch bản này, sức mạnh chính trị trước đây thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng nay sẽ được chuyển sang tay ông Tô Lâm. Nếu nắm giữ được thanh kiếm này, Tô Lâm sẽ quay lại chém các đồng chí để mưu cầu quyền lực lớn hơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao Tô Lâm dám qua mặt Bộ Chính trị để tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an nói trên? Một mình Tô Lâm dám cân luôn cả 15 người còn lại, bao gồm cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy sức mạnh thực sự của Tô Lâm là gì? Trở lại câu chuyện Tô Lâm vừa hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai. Cả ba trường hợp này đều có điểm chung là Tô Lâm cho điều tra các sân sau của họ và dùng hồ sơ đen, đấy là đánh gục các đối thủ chính trị cho mình, để chuẩn bị cho một bước tiến cao hơn. Có thể dự đoán Tô Lâm cũng đã điều tra nhiều nhân vật khác trong Bộ Chính trị cũng theo cách như vậy, nhưng ông không đưa những hồ sơ này lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương mà lại sử dụng chúng như công cụ để mà đe dọa. Khả năng rất cao là Tô Lâm đã dùng cách này để khiến cho các ủy viên Bộ Chính trị còn lại không dám bỏ phiếu chống lại phương án mà Tô Lâm đã vẽ ra. Sau khi Tô Lâm hạ Vương Đình Huệ, phe Nghệ An như rắn mất đầu. Cơ hội của cá nhân trong nhóm này từng được Vương Đình Huệ hứa hẹn bỗng chốc tan thành mây khói. Có thông tin cho rằng sau khi đánh rắn dập đầu phe Nghệ An, ông Tô Lâm quay ra đàm phán với phe này để liên phe Hưng Yên của ông. Điều kiện trao đổi là phe Nghệ An ủng hộ Lương Tam Quang và ngược lại Tô Lâm sẽ để cho họ yên. Thông tin này cũng có cơ sở bởi Tô Lâm không thể gây thù với tất cả mà cần phải có sự ủng hộ của nhiều người từ Trung ương Đảng đến Bộ Chính trị. Hiện nay các giám đốc công an tỉnh đều là người do Tô Lâm lựa chọn và bổ nhiệm. Đây chính là tai mắt của ông ở các chính quyền địa phương. Chính những người này sẽ có trách nhiệm điều tra các quan chức đầu tỉnh và dùng hồ sơ đấy để sai khiến họ. Cả nước có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì có đến 63 ủy viên Trung ương Đảng và ít nhất là 2 ủy viên Bộ Chính trị có thể bị Tô Lâm điều khiển. Ngoài ra, Tô Lâm có thể dùng tiền để mua sự ủng hộ bởi sau 8 năm nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm không thể nghèo như các bộ khác được. Mỗi năm, Bộ Công an Trung ương cấp cho 100.000 tỷ đồng, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ, thì đấy là cơ hội để ông Bộ trưởng kiếm trác được rất nhiều và có tiền để mà làm chính trị. Cuối cùng, Tô Lâm có thể phối hợp nhiều cách, vừa đe dọa bằng hồ sơ đen, vừa mua chuộc bằng tiền để đổi lấy được sự ủng hộ của các thành viên Trung ương Đảng. Với 185 ủy viên Trung ương, Tô Lâm phải thu phục trong tay ít nhất là 93 hồ sơ đen trong đó. Trong màn đấu đá tranh giành quyền lực ở cung đình, Tô Lâm hoàn toàn có thể chuyển bại thành thắng. Thực tế hiện nay, Tô Lâm đã ép được Bộ Chính trị phải nhượng bộ một phần. Một khi đã ép được Bộ Chính trị nhượng bộ hoàn toàn, thì kẻ nào từng đánh lén Tô Lâm, ắt có ngày bị ông Chủ tịch họ Tô tính sổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin từ chỗ bị Thủ tướng đánh lén, Tô Lâm quyết vùng dậy, đoạt luôn kiếm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Ngồi ghế Chủ tịch nước, Tô Lâm vất vả chiến đấu để thoát bóng ma của ông Trần Đại Quang.
Đại tướng Tô Lâm thì đã yên vị tại ghế Chủ tịch nước, nhưng chức Bộ trưởng Bộ Công an do ông để lại thì vẫn chưa chọn được người. Hiện nay, tình hình chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam rối ren hơn bao giờ hết. Cứ mỗi lần có ghế trống thì các phe phái lại phải tốn rất nhiều công sức để đấu đá với nhau, giành chiếc ghế cho mình. Ghế Chủ tịch nước phải gần 2 tháng mới chọn được người, tiếp đến là ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực. Thường thì người ngồi chiếc ghế Chủ tịch nước không có gì để đặt điều kiện với các phe khác, nhưng với Tô Lâm thì lại khác. Ông vẫn đang đấu ngang ngửa với phần còn lại trong Bộ Chính trị. Điều đó cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ không như các chủ tịch nước khác trước đây. Ông có quyền uy đáng kể mặc dù đã không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Phải nói rằng trong các nhiệm kỳ của ông vừa qua, ông đã bố trí được rất nhiều đàn em là đồng hương Hưng Yên của ông nắm Bộ Công an đến mức những quan chức ở đây nói rằng đây là Bộ Hưng Yên. Sức mạnh mà Tô Lâm đang có được xây dựng bằng các mối thù giữa ông và các đồng chí của ông. Sức mạnh của Tô Lâm là sức mạnh tàn phá và uy hiếp, buộc các đối thủ phải vâng lời. Nếu không muốn bị tiêu diệt, bị quẳng vào lò và nhận án rất nhiều năm, tài sản bị tịch thu. Tô Lâm hoàn toàn không có khả năng thuyết phục người khác để mà lôi kéo đồng minh. Chính vì thế, trong mắt các nhân vật lớn hiện nay, Tô Lâm hiện lên như là một con người nguy hiểm và cực kỳ đáng sợ. Vì trong tay ông được biết có rất nhiều hồ sơ đen của quan chức từ trung ương đến địa phương đã chuẩn bị. Một khi tạo sức mạnh bằng cách chất thêm thủ oán thì cái ghế mà Tô Lâm đang ngồi sẽ luôn được trực trở nguy hiểm. Để bảo vệ được chính mình, Tô Lâm chỉ có thể trở nên mạnh hơn họ, chứ không còn con đường nào khác cả. Nếu không có thực quyền, có thể các đồng chí lại dành cho Tô Lâm một số phận cũng như Trần Đại Quang mà thôi. Đó là sự ra đi bí ẩn với những căn bệnh không thể chữa khỏi. Cuộc chiến tại Bộ Công an là cuộc chiến mang tính sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Đại tướng Tô Lâm. Nếu điều khiển được Bộ Công an thông qua đổ đệ, thì ông Tô Lâm có đủ sức mạnh để hoạch định chức Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Thậm chí Tô Lâm còn có lợi thế hơn cả ông Phạm Minh Chính vì nắm được hồ sơ đen của ông Phạm Minh Chính với nhiều mối quan hệ, đặc biệt với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngược lại, nếu để vuột mất Bộ Công an vào tay kẻ khác, thì kẻ thù sẽ tận dụng cơ hội này để ra tay với ông Tô Lâm mà không hề nương nhẹ. Phạm Minh Chính là người rất giỏi tung đòn đánh lén, vốn đã đánh lén thành công một lần đối với Tô Lâm. Bóng ma Trần Đại Quang vẫn đang lẩn vẩn. Muốn hiểu bóng ma mang nghĩa huyền bí cũng được, mà hiểu bóng ma theo nghĩa là cái dớp cũ của Trần Đại Quang để lại cũng đúng. Kể từ khi Trần Đại Quang chết, ba chủ tịch nước tiếp theo đều gặp vấn đề bằng cách này hay cách khác. Ông Nguyễn Phú Trọng thì suýt chết ở Kiên Giang trong lần đột quỵ thứ nhất, ngay vào lúc mà thế lực của ông đang trên chính trường mạnh nhất. Còn hai đời chủ tịch nước sau đó đều bị rơi ra khỏi ghế chỉ trong thời gian rất ngắn và ngậm đắng nuốt cay về nhà. Trong bốn đời chủ tịch nước sau Trần Đại Quang, không ai có lối đi giống ông bằng Tô Lâm, cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an trước khi trở thành Chủ tịch nước, cũng là người gây thủ chuốc án với rất nhiều đồng chí của mình, và cũng có âm mưu tạo phản. Trần Đại Quang được cho là chỉ mới trong giai đoạn ủ mưu, còn Tô Lâm thì đã bộc lộ mưu đồ và thành công khiến cho hai đệ tử ruột của ông Tổng bị dụng rất nhanh, và Ban Bí thư cũng bị bắn gần hết. Giờ đây Tổng Trọng đã phải rất vất vả để kiềm chế bằng được con ngựa trứng Tô Lâm. Việc của Tô Lâm là cần phải làm là dành cho bằng được ghế Bộ trưởng Bộ Công an về cho đàn em Hưng Yên, nếu thành công thì cải luôn Nguyễn Duy Ngọc vào ghế Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Thì may ra Tô Lâm mới thoát được bóng ma của Trần Đại Quang. Tuy nhiên ông cũng chỉ có thể thoát được lối mòn do Trần Đại Quang để lại. Còn nếu thực sự có bóng ma theo nghĩa huyền bí thì Tô Lâm chỉ có thể cầu trời. Tô Lâm là tướng công an có nhiều tội ác với nhân dân, trong đó nổi bật là vụ Đồng Tâm. Đây là vụ án cho thấy mức độ tàn ác của cựu Bộ trưởng Bộ Công an này. Với việc cụ Lê Đình Kình, một người lão thành cách mạng, là đồng chí của Tô Lâm cũng bị giết chết trên giường ngủ và bị mổ bụng phanh thây. Với bản chất như thế, giả sử Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư thì ngay trong đảng cũng xảy ra tình trạng thanh trừng khốc liệt.
bởi nếu Tô Lâm lên ngôi chí tôn thì tội ác cũng sẽ được dịp lên ngôi theo cấp số nhân. Nhiều ý kiến đánh giá Tô Lâm tàn ác còn hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ngôi ghế Chủ tịch nước Tô Lâm vất vả chiến đấu để thoát bóng ma Trần Đại Quang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.